Ngày hôm nay mình đã quay về quá khứ của các Bobby Playtime để xem thử nguồn gốc của họ như thế nào và tìm hiểu tại sao họ lại trở nên độc ác. Và mình đã rất sốc vì sự thật. Tại vì sao mình sốc ư? Các bạn hãy cùng đón xem hết video nha. Ôi trời đất ơi, sao giờ này mình đi lạc đường luôn rồi. Bây giờ không biết đi đường nào nữa. Sáng giờ tự nhiên đi rồi, đi sinh tồn xong đi hồi mất tiêu, không biết đường về luôn các bạn ơi. Hình như là qua cái ngọn núi là tới nhà mình nè. Ủa, cái này hình như là nhà máy Bobby Playtime hả? Uầy, hình như nhà máy Bobby Playtime phần 2 nè các bạn ơi. Rồi để mình leo vào bản thử coi. Wow, công nhận cái nhà máy nó to thật rồi. Ôi trời ơi, giống ai kêu đi, nó phát ra từ trong nhà máy. Đi chơi, mình chạy vô đó mình coi thử coi. Để mình xem thử coi có chuyện gì đang xảy ra. Ôi trời ơi, quái vật. Có vụ gì? Ê ê, mình thấy có gì đằng kia kìa. Những sinh vật trong Bobby Playtime đang đánh các máy dân làng sao? Gì vậy? Sao bọn chúng hung hăng quá vậy? Trời ơi các bạn ơi, mình không ngờ những cái bọn mà Bobby Playtime nó lại ác độc như vậy luôn á các bạn ơi. Bọn chúng đang tấn công những bác dân làng khác kìa. Ôi, tội nghiệp mấy bác dân làng quá đi. Nhưng mà tự nhiên sao bọn này lại ác độc như thế chứ. Đúng là cái bọn quái vật mà. Cái nhà máy này đúng là cái nhà máy mà ác nhất trên thế giới mà. May là hồi nãy may là cái nhà máy Bobby và Playtime nó không có ở lại sinh tố mình á. Chứ mà nó ở lại sinh tố của mình là có nhiều chuyện xảy ra rồi các bạn ơi. Ôi, may quá, đi về nhà thôi. Ủa khoan, hình như tôi thấy có cái gì. Ê, cái gì nó chớp chớp, nó sáng vậy. Ui, cái gì đẹp quá trời kìa các bạn ơi. Để mình chạy lên mình coi coi. Ui, tự nhiên đâu ra có cái gì nó xoay trước cửa nhà, trước ngay sàn sinh tố đây vậy. Cổng thời gian. What? Cổng thời gian là cái gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cổng thời gian nó giống như là cánh cổng cái gì mà xuyên không gian của Doraemon phải không ta? Không chừng đây là một cánh cổng thời gian mình có thể đi về thời gian của bất cứ nơi đâu á bạn ơi. Ê, hay là tự nhiên tôi vừa suy nghĩ cái ý định này hay lắm nè. Hay là bây giờ mình thử đi về quá khứ của các Bobby Playtime xem. Để coi hồi xưa quá khứ của bọn nó như thế nào mà tại sao bây giờ bọn nó lại ác độc và gọi là hung hay ăn và gọi là hay đi đánh người nữa. Không biết hồi xưa tụi bọn chúng là những thể loại gì mà tại sao bây giờ bọn chúng là như thế. Được rồi, 1, 2, 3 Yahoo! Bạn ơi, mình đã đi đến thế giới nào rồi nè. Ôi, hình như là trong cái cổng đó. Ôi, cánh cổng nè. Ôi, có cái bảng gì đây? USA 1890. USA có nghĩa là nước Mỹ đó các bạn. Bây giờ hiện tại thì mình đã vô được nước Mỹ năm 1890 luôn rồi hả? Trời đất ơi, cái gì mà giàu có dữ vậy? Đây không lẽ là nơi mà sản sinh ra các Bobby Playtime sao? Wow. Ê, mình đi nãy giờ mình đi tham quan thành phố này, trời có bắt đầu gần sáng luôn nè các bạn ơi. Trời nó tinh mơ sáng rồi. Bây giờ tôi sẽ không gọi là đi tham quan thành phố nữa, và tôi sẽ thử đi tìm hiểu về các Bobby Playtime nghe. Nhiệm vụ chính của chúng ta ngày hôm nay là như vậy mà đúng không? Rồi được rồi. Bây giờ mình không biết cái chỗ đó ở đâu nữa, nhưng để mình đi tìm nữa. Ở đâu ta? Làm sao để tìm được ta? Mình phải bắt đầu từ đâu đây ta? Ừ, thành phố nó rộng kinh khủng luôn. Đi nào, đi nào. À, có một cậu nhóc kìa các bạn ơi. Trời ơi, dẫn nguyên một chú chó luôn. Hơi cũng cu te thật đó. Thôi nhưng mà thứ mình đang cần đó chính là. Đi qua đây à. Chị Bớt ơi, qua đây có đồ ăn nè. Cái gì vậy? Bạn ơi, các bạn có nghe gì không? Cậu bé nó vừa kêu con chó là PJ Bớt. Ui, các bạn ơi, ở trong tương lai, ở thế giới của mình hiện tại, PJ Bớt chính là con chó sâu á các bạn. Cậu bé nó vừa gọi là PJ Bớt mà. Ê khoan, đây hình như đây chính là manh mối kìa, cậu bé kìa. Đây, đi nhanh nè, PJ ơi. Hôm nay tình dẫn mày vô một cái nhà máy sản xuất thú nhồi bông con sâu nha. Trời đất, mới vừa mở cửa lên. Ê, vui lắm. Nhà máy sản xuất thú nhồi bông hình con sâu sao? Trời ơi, chỉ là đúng rồi các bạn ơi. Nghĩa là một tí nữa có thể là chú chó đó sẽ biến thành một con chó sâu trong giống trong Bobby và Playtime đó. Không được rồi, mình phải đi theo mình coi thử coi chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Cậu bé đâu rồi? Ê, cậu bé. Ủa, cậu bé nó chạy lẹ quá vậy? Trời đất ơi các bạn ơi, bây giờ cậu bé nó chạy đi đâu mất tiêu rồi, mình không tìm được. Đúng rồi, hướng nào vậy trời, sao chạy gì mà lẹ vậy? Vậy bây giờ mình phải đi đâu đây? Phải nhanh chân lên, cậu bé ơi. Đâu rồi trời ơi? Thôi, đi thôi. Nhanh lên, tới đây, đây chính là nhà máy sản xuất thú nhồi bông. Giờ ta với mày đi vô trong đó xem mới được. Nhanh lên. Giờ nào BJ ơi. Ủa, BJ, đâu rồi? Ủa, BJ mất đâu rồi? Ủa, BJ ơi, mày chạy đâu rồi? Không lẽ bị lạc hả ta? BJ ơi, BJ, mày đâu rồi? Ôi ơi, cái đường hầm gì mà nó dài dữ vậy trời. Ôi ơi, mệt kinh cực. Chạy mất rồi. Ôi, mày đâu rồi, sao mày không xuất hiện đây? Mày chơi trốn tìm đó mà. Cái tiếng của cậu nhóc. Đi chạy mất mất tiêu rồi. Ê, các bạn ơi, vậy là đúng như sự thật rồi. Cậu bé hình như đã bị lạc mất con chó bị chạy mất rồi. Không lẽ là chính là cái ông chủ ở tại cái chỗ này, ông ta đã bắt cái con BJ bất ngờ, ông ta đã thí nghiệm nó sao? Chết tiệt thật mà. Ơi, phải làm sao đây, trời tối rồi. Ơi, không lẽ là bây giờ mày con hổ quỷ này biến ơi, tao không có đồ ăn đâu. Cút. Ơi, đang lo bực bội mà mày lại gần đâu. Đi biến ghê cho các. Ơi trời đất ơi, đã đang lo chuyện công việc rồi. Ủa làm gì vậy? Con hổ đang làm gì? Ơi, cái gì? Nước gì vậy? Nó đang chui vô. Nước gì vậy các bạn? Nó đang đó là con hổ đó, nó bị dính độc và nó biến thành Bunny Bronzo kìa. Không thể nào.
Vậy chính là cái thành này trong đây chứa những cái thứ thuốc hóa học, và nếu chỉ cần đụng vào là nó sẽ biến thành quái vật con Bobby như bây giờ đó các bạn ơi. Và con thỏ hồi nãy nó chỉ vừa đụng vô thôi, nó đã trở thành một cái con thỏ bunny rồi nè, hay không, hay nè, không ổn rồi. Vậy là những con khác như là Mommy Longlegs, Daddy Longlegs hay là Baby Longlegs đều có nguy cơ, đều sẽ nguy hiểm và sẽ gặp nguy hiểm đó. Không ổn rồi. Bây giờ mình phải lẻ lên không thôi là mọi thứ sẽ muộn màng và tất cả các Bobby sẽ bắt đầu trở nên ác độc ngay từ bây giờ. Phải đi thôi các bạn ơi. Vừa nghe có tiếng nổ trong rừng, hình như cái đó như là những cái tiếng gì mà nó hạt nhân hay gì á. Ôi đúng rồi kìa, cái là rừng nó bị cháy rồi kìa. Ôi khoan, từ xa xa mình thấy có cái gì xanh xanh đỏ đỏ vậy. Từ phải chạy lại gần xem mới được. Các bạn ơi, ở đây có cái mùi gì đó, cái mùi như mùi phóng xạ vậy đó. Mình thấy có mùi kỳ lắm. Ôi mình thấy có con nhện gì kìa. Ôi cái gì vậy, màu xanh dương, màu hồng, màu vàng. Ôi các bạn ơi, đó là gia đình nhện chân ngắn mà. Không lẽ tại vì cái vụ này nên cái gia đình nhện nó sẽ trở thành chân dài, và nó sẽ trở thành Daddy Longlegs, Mommy Longlegs và Baby Longlegs sao? Mình sẽ giúp chỗ này nó dập lửa, không thôi là nó sẽ bị cháy gừng và nó sẽ biến mất. Ôi, nguy hiểm. Lẻ lên. Tụi mày có sao không vậy? Tụi mày có sao không? Chết rồi, mình làm nó giật mình rồi. Ơi, đứng lại. Ơi, đứng lại đi, tao không làm hại tụi mày đâu. Đứng lại. Tôi đang đi theo hướng nhà máy. Không ổn rồi, đứng lại. Không được rồi, chết rồi. Kỳ này nó sẽ gặp nguy hiểm. Mày gặp nguy hiểm đó, đừng có đi nữa. Chết rồi, mình đánh muộn nữa rồi. Vậy là lại thêm những con Bobby nó sắp mới được ra đời nữa. Nãy giờ đã có BJ Bất, rồi có thêm Bunny Bronzo, rồi thêm gia đình của Mommy Longlegs nữa. Vậy thì còn ai ta? Còn ai nữa ta? Còn ai là nạn nhân của trong cái gia của nhà máy Bobby cũ này đây? Suy nghĩ coi sao nguyên, mày suy nghĩ coi. Hình như là Huggy Wuggy. Nhưng mà Huggy làm sao để tìm kiếm được Huggy Wuggy đây? Mình chắc có một dấu vết gì cả về Huggy Wuggy cả. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Vậy không có thể nào tìm được. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ây, trời ơi, càng ngày càng căng thẳng các bạn ơi. Thôi không biết cách nào để mình có thể ngăn chặn lại cho cái nhà máy Bobby sau này nó được có bị ghê gớm không? Tại vì nếu mà nó cứ bị như vậy hoài, nhà máy Bobby sau này nó sẽ càng ngày càng sản sinh thêm ấy. Ủa cái gì? Huggy Wuggy kìa. Ủa Huggy Wuggy, tại sao? Ủa hình như nó chỉ là một con búp bê thôi hả? Ê, nó chỉ là một con búp bê thôi các bạn ơi. Nếu mà như là nó chỉ là một con búp bê thì mình càng đơn giản thôi. Bây giờ mình chỉ cần mình đứng lấy, mình lên trên đó mình lấy thôi được rồi. May quá, lên thôi. Bây giờ mình sẽ lên mình lấy con đó xuống. Đi lối nào lên vậy ta? Ủa đường nhà này lối nào lên vậy? Ok, thôi hy vọng sau này con Huggy Wuggy này sẽ không xuất hiện trong nhà máy Bobby Playtime các bạn ơi. Thôi được rồi, ra cửa thôi. Thôi được rồi. Ui cái gì? Đâu tụi bay? Sao không vậy? Hình như là ui con Bobby bắt đầu xuất hiện rồi. Nó tấn công ai vậy? Ai đang bị tấn công vậy? Đâu tụi bay? Cái tên nó hình như hắn là nhân viên của những chỗ này hay sao nè. Ui chết rồi, hắn đang bị con Bobby. Anh bảy, chạy với tôi nè. Đi theo tôi. Đâu, giúp. Mày đi lẹ. Đi lẹ theo tôi nè. Hướng này. Ơi đi ra ngoài. Chạy nhanh lên. Ơi nhanh lên. Cẩn thận nghe. Bây giờ mình mới giải cứu được anh này rồi. Hên quá, mình đã cầm theo được cả Huggy Wuggy. Ủa Kiwi đâu vậy? Mình làm rơi Huggy Wuggy rồi. Nhưng mà anh kia, tại sao anh lại làm việc cho cái nhà máy này hả? Anh có biết là nhà máy này là nhà máy siêu ác độc không, tạo ra những quái vật trong tương lai đó? Gì quái vật trong tương lai đó? Chỉ là một cái nhà máy đồ chơi sản xuất đồ chơi thôi mà. Chứ đâu ra quái vật trong tương lai gì, mấy con đó lần đầu tiên tôi gặp luôn đó. Không phải, anh đừng có nói dối, tôi biết rồi. Những cái thứ mà anh làm đều đang là trái phép luật đó. Và nó là những cái thứ mà tệ nhất. Nó chỉ là những món đồ chơi như bình thường cho dành cho mấy đứa trẻ con thôi mà. Nó có gì đâu, nó vô tri vô giác mà. Không phải, nó không phải là đồ chơi. Nó chỉ là những món đồ chơi thôi. Ê, cái con gì vậy? Ê, có chuyện gì? Ê, anh kia, anh không được chạy, đứng lại. Hình như có cái gì khiến hắn ta bỏ chạy kìa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lại đó, mình xem thử coi có chuyện gì vậy. Ra cuối đường hầm mới xem mới được. Ai, không biết có chuyện gì nữa mà cái tên nãy bỏ chạy vậy ta. Cái nhà máy này càng ngày càng lúc càng bất ổn. Anh em làm tốt lắm. Giờ chúng ta còn một cái cuối đó thôi. Huggy Wuggy. Dạ, thì chúng ta sẽ tiêu diệt thằng tên có tên là sầu riêng cái đòi thằng nhiều chuyện đó, để giờ nó phá chúng các ta. Các bạn ơi, các bạn ơi, vậy không phải là những người khác, những người nhân viên ở đó là người chế tạo ra, mà chính Huggy Wuggy là người chế tạo ra. Chết rồi. Ui không ổn rồi. Tiêu diệt bọn chúng thôi. No, chết rồi, Huggy Wuggy. Ngươi có biết là sau này tại ngươi mà tất cả mọi thứ đều đang trở nên tồi tệ hay không? Là quầy tam người đứng lại thành nhiều chuyện. Tránh ra, ngươi cút khỏi ra. Ngươi nói ai?
đừng đánh nữa, đừng giết tôi. Ủa, cái gì? Tại sao mình lại nằm ở đây? Ủa, rõ ràng là mình đang bị đánh con bể hất kêu ghi mà. Tại sao mình lại quay về nhà rồi? Có chuyện gì vậy chơi? Không lẽ là chỉ là nằm mơ hay sao ta? Ủa, vậy là cái vụ mà đi về quá khứ gặp hất, gọi là gặp nhà máy Bobby Laytime cũng là chỉ là giấc mơ thôi hả? Kỳ vậy chơi. Rõ ràng mình đã có một cái giấc mơ thật là kinh khủng luôn các bạn ơi. Ủa, cánh cổng mất tiêu rồi. Vậy là chỉ là mơ thôi hả? Ôi trời ơi, vậy là hình như chắc là trong các Bobby Laytime chắc cũng không có gì đâu. Chắc là mình chỉ do mình ám ảnh quá thôi các bạn à. Rồi, chắc là video này cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký kênh của xin tốt tim nha các bạn ơi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.